傻不傻？不傻不傻就不傻，要夸你就夸，要骂你就骂，做人一世不掺假。少年唱英雄，少年能唱越南，四神将等着他，小的也不差。少年唱英雄，好志向好志扬，凡事不能靠老爸，自己闯天下。少年唱英雄，少年能唱越南，四神将等着他，小的也不差。少年唱英雄，好志向好志扬，凡事不能靠老爸，自己闯天下。问你一声，怕不怕？不怕。一生傻不傻？不傻不傻就不傻，要夸你就夸，要骂你就骂，做人一世不掺假。少年唱英雄，少年能唱越南，四神将等着他，小的也不差。少年唱英雄，好志向好志扬，凡事不能靠老爸，tập 35. Chúng thần cho hoàng thượng coi thứ này nha. Hoàng thượng, học trò không kịp ngăn cản, tội đáng chết vạn lần. Mau, đem mấy thứ này đi đi, bảo lên. Ê, đây là tội chứng của Nghiêm Lộc làm hại thiếu nữ mà. Những thứ này tìm thấy ở bộ phận của Nghiêm gia sao? Đúng vậy, trừ Nghiêm Lộc ra ai còn dám làm chuyện này chứ. Tiểu tử thối nói dối, thứ này không phải tìm được trong bộ phận của Nghiêm gia, mà có người đem đến cổng của nha môn đó. Thi thể phát hiện trước cổng nha môn mà. Tối hôm qua Nghiêm Lộc đã xử lý sạch sẽ đống thi thể, đã phân hủy chuyển đi chôn rồi. Rồi còn có người nhìn thấy có lòng chính nghĩa đã đem tới nhà môn để tố giác. Người tố giác là ai? Người tố giác là một đôi phu thê trong thôn. Họ giả vờ xe bị hư, để lại hai bao thi thể với một đơn tố giác rồi im lặng rời khỏi đi. Mang đơn tố giác trình lên đây. Dạ. Gia đình Nghiêm phủ dứt xác trên núi quan, mang đến huyện nha rửa quan cho dân. Nếu mà không làm, giết chết cẩu quan. Hoàng A Bả, đây giống như khẩu khí mà loạn đảng quen dùng. Nhi thần cho là không đáng tin. Rất có khả năng là loạn đảng chơi xấu quan phủ, ly gián quân thần, hãm hại Nghiêm đại nhân. Chỉ dựa vào tờ giấy đã khẳng định là loạn đảng làm, khó tránh là võ đoán. Bách tính bình thường sợ Nghiêm Lộc quay lại báo thù, không dám ra mặt tố cáo, cho nên dùng cách này thôi, có phải không? Lời của hai người đều rất có lý. Chỉ dựa vào một tờ giấy đã không thể chứng minh là loạn đảng làm, cũng không thể khẳng định Nghiêm Lộc có tội. Ai đúng ai sai, tìm ra người tố giác thì sẽ rõ ràng. Người tố giác nói là đi sửa xe rồi biến mất tâm luôn. Tiểu Hòa Thượng có thể tố giác được. Số thi thể bị cháy này chính là nổ ra từ phần mộ của Nghiêm gia đó. Không phải lúc nãy ngươi nói phát hiện trước cửa nha môn hay sao? Tiểu Hòa Thượng không nói dối. Không biết số thi thể này sao lại chạy từ phần mộ của Nghiêm gia tới cửa nha môn nữa. Phú nghĩ là tại sao huynh vừa biến thành thập ngũ a ca thì đã không còn như lúc trước nữa, không còn đáng yêu đáng kính như ca ca. Huynh nhắm mắt nói dối, lẽ nào huynh quên
huynh giả trang thành nữ nhi dẫn xà xuất động lên công đường chỉ tội nghiêm lộc, huynh còn cùng ta tới mật thất đó cứu những thiếu nữ bị hại nữa. Lúc đó huynh giống một anh hùng hào kiệt biết chừng nào thành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp dân chúng đó. Trần Giang Kiên, không được hỗn xược. Đứng trước mặt ngươi là thập ngũ ca cao quý, không phải hạ nhân để ngươi thích mắng thì mắng đâu. Hạ nhân Phú Dĩ Lạc so với thập ngũ ca cao quý còn có lương tâm hơn nữa. Nếu như ta chọn ca ca, nhất định sẽ chọn hạ nhân Phú Dĩ Lạc. Trần Văn Kiệt, án này ngươi sẽ xử thế nào? Nếu mà mọi người chịu làm theo lời con, còn có cách để Trần Kim Lộc tự mình nhận tội. Nghiêm Lộc, trả mạng cho ta. Ai vậy? Nghiêm Lộc, trả mạng cho ta. Lão phu là đệ tử Khổng Mạnh, không tin quỷ thần đâu. Trả mạng cho ta. Các ngươi là quái phương nào? Mau biến đi, mau biến đi. Trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta. Các vị, các vị nữ quỷ tha mạng, các vị nữ quỷ tha mạng. Lão phu có chút hồ đồ, lấy tính mạng của các người, ta phải làm đàn tế 9981 ngày siêu độ vong hồn của các người, để các người đầu thai vào nhà phú quý. Đừng quấn lấy ta mà, tha mạng, đừng quấy rầy ta nữa. Xin tha mạng, xin tha mạng. Hoàng thượng à, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nghiêm Lộc, ngươi đã phụ sự kỳ vọng của trẫm, quan dâm tàn bạo không bằng cầm thú. Nhiều lần Trần Văn Kiệt bẩm tấu, ta không tin ngươi lại bỏ qua luân thường, mất hết đạo lý. Bây giờ chính miệng ngươi lại khai ra tội ác, thiên địa bất dung. Hoàng thượng à, tội thần có lời muốn mật cáo. Ở đây đều là người của trẫm, người nói đi. Hoàng thượng à, tối nay người đã mệt rồi, để tội thần ngày mai hãy bẩm cáo nha. Các ngươi lùi ra hết đi. Dạ. Hoàng thượng à, tội thần xây dựng mật thất dưới đất đó đều là vì hoàng thượng mà. Nói bậy. Hoàng thượng, lẽ nào đã quên người bảo tội thần bào chế linh đan trường thọ sao? Linh đan trường thọ ở đâu? Mật thất đó đã bị nổ tung, phòng luyện đan bị nước ngập, lửa đốt rồi bị nổ, linh đan đều bị đốt sạch không còn cái gì. Chỉ nghe người nói không mấy thuyết phục. Hoàng thượng à, tội thần vẫn còn bí mật cần tấu. Nói. Hoàng thượng à, thập ngũ a ca âm mưu xóa ngôi đoạt vị, hắn nói tất cả hành tung của hoàng thượng cho nghịch tặc Từ Liên biết đó. Cái hôm hoàng thượng tới Đại Lao gặp phải thập ngũ a ca trốn ngục ra ngoài chính là để đi báo tình đó. Hắn nói lung tung để chuyển hướng câu chuyện, trốn tránh hình phạt, người dám lì gian cốt nhục của trẫm mà. Hoàng thượng à, tội thần vì thiên thu đại nghiệp của hoàng thượng cả gan bẩm tấu. Từ Liên bắt thập ngũ a ca rời khỏi Đại Lao thật sự là để cứu hắn mà. Hôm đó lên xe ngựa, thập ngũ a ca bôi nhỏ hoàng thượng, bị Lý Quan nghe được hết tất cả. Nói vậy đều nghe Lý Quan nói, Vĩnh Diễm thật sự có tâm mưu phản. Hoàng thượng à, hoàng thượng, thập ngũ a ca bụng dạ nham hiểm, nhòm ngó ngôi cửu ngũ chí tôn, không chỉ nói mà còn
mà còn có hành động không thể không đề phòng sớm. Khang Hy Gia 8 tuổi đăng cơ, đã có 61 năm làm hoàng đế. Trẫm đã từng thề, ngày trẫm thoái vị, là làm hoàng đế được 60 năm. Vĩnh Diễm xác thực có đức trị quốc an bàng, có tài mưu lược. Nó sẽ làm thái tử, giúp trẫm trị nước. Hoàng thượng, trẫm đến hôm nay cũng đã mãn nguyện rồi. Đến tuổi 70 thập cổ Hy Lai, trẫm đã tự làm một bức liễn nghiêm đại nhân cho ý kiến. Thất thập thiên tử, cổ lục đế, ngũ thế đồng đường, dư nhất nhân. Hoàng thượng à, người là người toàn vẹn duy nhất cổ kim, tội thần có tàn xương nát thịt cũng quyết không hài lòng. Chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương, mãi hưởng hồng phúc. Sư huynh, chúng ta đừng ở đây nữa, về huynh thập toàn giết Càn Long với Phú Di Lặc đi. Thì về hộ giá Càn Long rất nhiều, hai chúng ta mạo hiểm đến đó chính là lấy trứng trời đá. Chẳng lẽ lại mở to mắt nhìn cho con cẩu tặc đó khởi giá hồi kinh xong? Không thể báo thù cho nhà muội, rửa hận cho sư phụ, ta không cam tâm đâu. Muội cũng không cam tâm. Quan tài của sư phụ đã đến bên hồ sen. Muội nghe nói trước khi Càn Long hồi kinh sẽ bí mật cử hành tang lễ cho sư phụ. Đến lúc đó chúng ta mai phục trong quan tài, thừa cơ giết chết Càn Long, bái tế dâng lên sư phụ. Muội có biết hôm đó là ngày nào hay không? Vở kịch Phong Hưởng Hiếu Tử đã hạ màn rồi, Càn Long sẽ không ở lâu. Muội nghĩ sẽ nằm trong hai hôm nay. Bây giờ chúng ta đến mai phục bên hồ sen, chắc chắn sẽ thành công. Tâm diễn. Di ngôn của Thành Liên Sư Thái trước lúc chết là muốn chôn phần mộ giả này hay sao? Dạ. Đào mộ lên, trẫm muốn tận tay hạ táng cho Thành Liên Sư Thái. Dạ. Người đâu? Có. Dạ. Có. Đào lên. Dạ. Đợi đã. Hoàng thượng à, phần mộ này không phải mộ không, trong đó có người. Trong mộ có người? Là ai? Là vợ của học trò, mẹ ruột của Tâm Diễn. Hả? Mẹ của tiểu hòa thượng chôn ở đây sao? Không sai. 9 năm trước ta chôn mẹ Tâm Diễn ở đây, tráo thân phận hai đứa đưa cho Từ Công Công, không ai biết hết. Ngoài ra còn có một chuyện mọi người không rõ. Thật ra muội muội ta Thanh Liên tưởng đứa trẻ bị ném vào hồ là con nó, cho nên phát điên
Trong lúc giận dữ, Thanh Liên liền rời khỏi huyện Thập Toàn, từ đó biệt vô âm tính. Cùng lúc đó thì mẹ của Tâm Diễn cũng tưởng con của mình đã chết. Trong lúc đau khổ tuyệt vọng, đã nhảy vào hồ và tự vẫn. Trong phút chốc, ta mất đi ba người thân nhất. Lúc đó ta sợ hoàng cung phái sát thủ đến để truy sát Thanh Liên, nên đã trao đổi chôn mẹ của Tâm Diễn tại nơi đây. Trên bia mộ khắc tên Trần Thanh Liên. Trần Ai Khanh nghĩa cao vời vợi, thành thật giúp người, hành động vĩ đại trung quân cứu cô trước giờ hiếm thấy. Trẫm một phút lộ mãn vì chuyện một bài thơ mà phạt ngươi làm phan thông, bây giờ lại đổi lại cho ngươi làm thông phán, ban làm tiến sĩ. Ngươi hãy làm cho tốt, sau đây trẫm sẽ trọng dụng. Tạ ơn hoàng thượng hậu ân. Phần mộ của phu nhân đừng động vào nữa, đào phần mộ khác an táng Thanh Liên. Tạ ơn hoàng thượng. Thanh Liên, hãy an nghỉ. Hà Tán, Càn Long, ta sẽ giết chết ngươi. Bắn đi hắn! Ai dám qua đây? Ai dám qua đây? Chị Quyên! Cấm y vậy, bắt lấy Từ Liên. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dạ. Dạ. Không cần đâu, nữ thí chủ đã chạy mất rồi. A Di Đà Phật. Nè, không tìm được bà vợ xấu thì đòi di thể Thanh Liên sư thái ở đâu đây? Mẹ ta là sư phụ của bà vợ xấu, là trưởng môn của phái Thanh Liên. Không biết bọn họ khai sơn lập tông ở đâu, tìm tới sơn môn thì có thể tìm được thi thể mẹ ta. Cho dù thi thể của mẹ ngươi ở đâu thì bà ấy vẫn mãi sống trong lòng của mọi người. Hoàng thượng, học trò muốn lập mộ chôn di vật cho muội muội ở đây để làm kỷ niệm. Ta hoàng thượng. Trong quan tài không có vật gì mẹ ta từng dùng, trống rỗng như vậy. Mộ chôn di vật đúng là hữu danh vô thực. A Di Đà Phật,
Tiểu tử thối à, hay là tiểu hòa thượng lấy chỗ Phật châu này chôn cùng với mẹ của ngươi? A Di Đà Phật. Cải trang đi làm lễ hạ táng cho người cũ, suýt nữa thì mất mạng. Sau khi về còn nhớ mãi không quên, ngồi im mặc niệm. Đều tại con trai cưng của đàn lần trước ngấm ngầm đưa tin cấu kết với nghịch tặc, mưu đồ hại trẫm. Hoàng thượng hoài nghi Diễm Nhi, chuyện này không thể nào. Nghiêm Lộc bao tà biết, trẫm khó mà không tin. Cho nên đã nói chuyện tới Hồ Sen cử hành tang lễ cho Bình Vĩnh Diễm biết. Quả nhiên nó không đợi được, muốn giết trẫm đoạt ngôi đã truyền tin này ra ngoài. Đương nghịch tử này trẫm hận không thể lập tức giết nó. Người đâu? Hoàng thượng à, hoàng thượng bất giận. Con nói giỏi đã ít, giết chết một đứa thì ít đi một đứa. Tin tức bị lộ, không có chứng cứ chứng minh là Diễm Nhi làm. Nghiêm Lộc ác ý khiêu khích, ly gián tình phụ tử để giảm nhẹ tội trạng, không nên tin hắn. Nàng đứng lên, còn ra cái gì nữa? Hoàng thượng không tha cho Diễm Nhi, thần thiếp hôm nay sẽ quỳ tại đây. Thôi đi, trẫm không truy cứu nữa. Nàng cũng nên chôn chuyện này trong lòng, không được nhắc một câu với đó. Lợi hại trong đó nàng cũng biết mà. Tạ hoàng thượng. Đứng dậy đi. Hai đứa có chuyện gì? Hoàng A Mã, ngày mai người khởi giá về kinh rồi. Chuyện xấu của Nghiêm Lộc làm người không xử. Hứa với con giết Lý Quang báo thù cho Lưu Quế Hương người cũng không làm. Người có phải là hoàng đế tốt? Lý Quang là tên đại khống kiếp, hắn trộm đại ấn, cướp nữ nhi, còn dùng độc tiêu đâm tiểu hòa thượng. Giết Lý Hoàng cần có chứng cứ xác thực, hoàng thượng cũng không thể giết người tùy ý. Nè, chỉ cần theo sự sắp xếp của con sẽ làm cho Lý Hoàng tự khai cung thôi. Tiểu tử thôi, hai ngày qua trẫm toàn theo sự sắp xếp của người, bây giờ cái đầu thiên tài của ngươi lại nghĩ ra cách gì khác người đây? Đối câu đối. Hoàng thượng gia đâu? Hoàng thượng dạ quý, dạ quý, dạ quý. Đứng dậy hết đi. Tạ hoàng thượng. Nguyên Thập Toàn là nơi địa linh nhân kiệt, tài tuấn khắp nơi. Nghiêm Thị Lan chịu tan cho mẹ, trời cao cảm động, giáng xuống điềm lành. Trẫm đã quyết định thăng chức, làm lễ bộ thượng thư, lập tức về kinh nhậm chức. Tạ hoàng thượng, hoàng ân như biển, lão phu có tài cán gì mà được thăng chức nên lo sợ vô cùng. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Trần Văn Kiệt đứa trẻ 9 tuổi, có duyên tương ngộ với trẫm ở kinh thành, đôi cầu đôi thăng được trạng nguyên là chuyện hiếm thấy. Về quê làm quan phụ mẫu, không phụ kỳ vọng, công chính nghiêm minh, chuyên cần yêu dân, lập nhiều thành tích,
với sự ngây thơ hoang dã được lòng dân chúng. Trẫm muốn đặc biệt đề bạt làm khâm sai đại thần Thế Thiên tuần tra, bắt quan tham tiêu diệt ung nhọt, quét sạch không tha, cứu dân như cứu lửa. Hai hoàng thượng thật là anh minh hơn. Như vậy mới đúng chứ. Ơn tri ngộ của hoàng thượng, tiểu thần nguyện làm tròn chức trách chấp pháp công chính, cả đời báo đáp. Lúc nên đi tiểu thì sẽ đi tiểu. Cười quá. Trẫm coi trọng anh tài, thích chiêu hiền nạp sĩ không theo quy cách. Hôm nay gọi mọi người tới là để thi thú tài năng, tuyển chọn nhân tài ưu tú đưa về kinh thành nhậm chức làm quan. Vậy hả? Vậy mình sao? Mọi người đừng căng thẳng. Trẫm không thi ba cổ, cũng không hỏi kinh tế sách luận, chỉ đối một câu. Trẫm ra dây trên, mọi người đối dây dưới, ai đối hay nhất coi như được thông qua. Vậy xin sao? Trẫm ra một dây đối phối chữ đơn giản trước. Trường cân trướng đội, tử nữ hảo, thiếu cảnh canh diệu, ai đối được? Bây chất đối được. Sơ thạch nham trung cổ lâm khô, thử mộc di xài. Đôi rất hay. Ngươi đứng qua một bên. Dạ. Trẫm sẽ ra dây đôi chữ khác phức tạp hơn. Thôn thổ di tự, tự bàn ngôn thi, thì viết minh nguyệt tống tăng quy cổ tự, ai đối được? Hoàng thượng à, câu đối này quả là rất tuyệt. Thi với tự đều là tổ hợp của những chữ tương liên. Chữ nguyệt này là tách từ chữ minh ra. Đúng là cuối cùng dẫn ra một câu thơ đường: minh nguyệt tống tăng quy cổ tự. Đúng là hay tuyệt. Sau cùng còn dùng chữ tự làm đuôi nữa. Đúng là không ai đối được, quá khó. Học trò Trương Quốc Long xin đối thử với sau: sông Mộc thành lâm, lâm hạ thì cấm, cấm dân phủ dân dĩ thời nhập sơn lâm. Dây sau tuy là bằng trắc khác nhau không tương thích lắm, cũng coi như là tuyệt. Ngươi chính là Trương Tú Tài bị Trần Văn Kiệt làm khó không cho động phòng phải không? Chính là học trò. Quyền đài ra câu đối khích lệ học trò, đều tại học trò tài thô học thiển, không dám ứng đối. Từ đó về sau, học trò học cổ nhân, treo tóc đọc sách, mượn đèn đơm đớm, khổ cực đọc kinh thư, mong có tiến bộ. Có cầu, có công bại sắc, có ngại nên kim, có công tất thành, trời không phụ người. Trẫm ban ngươi làm cử nhân, lên kinh tham gia tuyển quan hay tham gia khoa cử do ngươi tự quyết định. Đa tạ ân đức vô vàn của hoàng thượng. Đừng vậy đi. Ta hoàng thượng. Dây thứ ba trẫm ra là thập khẩu tâm tư, tư phụ tư mẫu tư trương lang, ai đối được dây sao? Hoàng thượng. Hoàng thượng, thảo dân nguyện đối với sao? Bác mục thượng thưởng, thưởng phong thưởng nguyệt thưởng quế hương. Dâm tặc to gan, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Hoàng thượng, thảo dân đối với sao? Đối được rồi thì có tội gì chứ? Ngươi còn dám xảo biện trước mặt trẫm. Đêm tân hôn của Tú Tài Trương Quốc Long là ngươi lấy dây đối của Trần Văn Kiệt từ tay Lưu Thật Thà giả mạo tân lang đối cầu đối, vào động phòng lừa gạt tân nương Lưu Quế Hương. Tội không thể tha, theo luật trảm tại chỗ. Hoàng thượng, thảo dân không có làm chuyện đó mà. Vậy câu mà ngươi đưa cho Trương Quốc Long đối là câu nào? Chính là câu của Lý Quang nói: bác mục thượng thưởng, thưởng phong thưởng nguyệt thưởng quế hương, chỉ có con tân nương với cả Vĩnh Diễm biết, với người thứ tư biết, chính là tên dâm tặc đó. Lẽ nào người khác lại không đối được câu này sao? Thượng thư đại nhân, câu
này có tính đặc trưng, ba chữ cuối cùng Tư Trương Lan, chỉ có Lưu Quế Hương nói với Trương Quốc Long mới thích hợp thôi. Lý Quang nói thưởng Quế Hương với Hoàng thượng đúng là sai tận đâu luôn rồi, đã vậy còn phạm tội đại bất kính nữa. Lý Quang làm bao chuyện hại người, giết để trừ hại cho dân. Người đâu? Dạ. Dạ. Lôi Lý Quang ra ngoài, chém ngay lập tức, làm gương cho thiên hạ. Dạ. Hoàng thượng, hoàng hữu quá, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Trời ơi, hoàng thượng anh minh quá. Anh minh quá. Anh chém được từ lâu rồi, bây giờ nó chém hết đi. Từ lâu rồi. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng giả tôi. Sự hay quá. Tránh ra, tránh ra. Tránh ra. Còn chút đi, đánh chết đi, là nhà bếp, trẫm bất đắc dĩ làm đầu bếp thôi. Hoàng thượng dùng câu đối tìm được tội phạm trước đây chưa từng có, đúng là một minh quân. Tiểu thần nguyện làm lại giấy dưới, đại biểu cho bách tính, thể hiện sự cảm kích chân thành nhất. Nói ra nghe thử. Giấy trên phải thay đổi một chút. Thập khẩu tâm tư, tư phụ tư mẫu, tư xã tắc. Giấy sau sẽ là thốn tâm ngôn tạ, tạ thiên tạ đại tạ quân dương. Hay lắm, 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 hay quá. Dân Kiều, chém hắn đi. Từ Ân, có đâu tài gọi Trần Văn Kiệt tới đây. Dạ. Hoàng thượng, Trần Văn Kiệt tới rồi. Người lùi xuống trước đi. Dạ. Trẫm ngày mai khởi hành, khởi giá hồi kinh. Người thầy trẫm bí mật xử chém Nghiêm Lộc. Hoàng A Mã Thánh Minh, thần tuân chỉ. Đây gọi là lưới trời lồng lộng, thừa nhưng khó lột. Hoàng thượng khởi giá. Hoàng thượng giảng tuế, 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 hoàng thượng giảng tuế, giảng tuế. Nếu biết hoàng thượng tốt như vậy thì dù có chết cũng đáng mà. Ơi, nếu tôi là Trần Thanh Liên thì tốt biết mấy. Giảng tuế, giảng tuế, giảng tuế,
Giáng tuế. Giáng tuế. Hoàng thượng giáng tuế. Hoàng thượng giáng tuế. 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 Hoàng thượng giáng tuế. Hoàng thượng giáng tuế. Giáng tuế. Sự hay quá. Hoàng thượng thiên mệnh anh Minh đó. Ở đó anh Minh thật đó. Không được. Hoàng thượng nương nương, chúng ta đã an toàn xuất thành rồi. Mau lên, mau lên. Mau chuyển đi, nhanh lên, nhanh lên. Mau vét vô, vét hết vô. Mau lên. Dạ. Nghiêm Long. Tập ngũ A ca, sao còn quay lại đây? Nghiêm Long tiếp chỉ. Thần Nghiêm Long tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa nhận hoàng đế chiếu giết. Theo Trần Văn Kiệt, Nguyễn Thập Toàn bẩm báo, Nghiêm Long hoành hành hại dân, không gì là không làm. Này đã tra ra hết, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Thập ngũ A ca bí mật sự tử, vì nghĩa quân thần, thể diện hoàng triều, khâm thử. Hoàng thượng khai ân, thập ngũ A ca khai ân. Thập ngũ A ca, không phải ngài tùy giá hồi kinh rồi sao? Sao lại còn ở đây? Ta phụng chỉ sư tử Nghiêm Lộc trừ hại cho dân bá tính huyện Thập Toàn. Không đúng, hoàng thượng có mật chỉ lệnh cho ta xử tử Nghiêm Lộc. Ta chuẩn bị cho hắn một sợi dây với một con dao với một bình rượu độc. Sao ngươi cũng có thánh chỉ vậy? Thánh chỉ của ngươi lấy đưa ta coi thử. Trời ơi, ta biết ngài là giả mà. Hoàng A Mã làm sao để cho Hoàng A Ca làm chuyện này được? Dân Kiệt, thiên hạ không ai không làm cha mẹ. Thế gian khó có được huynh đệ. Tuy đệ được sinh ra ở bên ngoài cung, nhưng lại là cốt nhục thân tình với ta. Ca ca gốc hận Nghiêm Độc áp bức lương dân, tàn sát nhân mạng. Thấy đệ đệ tốn nhiều lần mà Hoàng A Mã vẫn không xử tội, bảo hộ hắn, nên giận quá, giả truyền chỉ giết hắn. Dân Kiệt, đệ phải nghĩ cách giúp huynh giấu chuyện này đi, ha? Được rồi, huynh yên tâm đi, chuyện này giao cho đệ nha. Dù sao Nghiêm Lộc cũng chết rồi, để nói với Hoàng A Mã Nghiêm Lộc tự giận theo thánh chỉ là được ha. Đúng là đệ đệ tốt của ta. Huynh cũng là ca ca tốt của đệ nè. Huynh nói á, huynh bắt Nghiêm Lộc chết như thế nào? Là treo cổ uống rượu độc hay là cắt cổ hắn vậy?
ta cho hắn uống thuốc độc để có đút hạt đinh hồng cho hắn. Nghiêm Lộc tuân theo ý chỉ, uống hạt đỉnh hồng tự sát tạ tội. Đám đồ bọc ác ôn các người không muốn đi theo hắn thì ngậm miệng lại, không được nói lung tung đó. Dạ, nô tài tuyệt đối không dám nói bậy, không dám nói bậy, không dám nói bậy. Đi thôi. Tiểu hòa thượng nhanh lên, vào viện nha chơi đi. Tiểu hòa thượng không chơi với ngươi nữa đâu. Là sao vậy? Tiểu tử thối là đệ đệ của tập ngũ AK, không phải đệ đệ của tiểu hòa thượng mà. Ta đồng ý làm đệ đệ của ngươi hồi nào chứ? Trước giờ ta là ca ca của ngươi mà. Tiểu hòa thượng là ca ca, ngươi là đệ đệ. Ngươi là đệ đệ, ngươi là đệ đệ. Ha, vậy đi. Tâm Dĩ sinh ra trước là tiểu ca, tiểu tử thối sinh sau là tiểu đệ. Vậy đi ha. Con muốn làm ca ca, không muốn làm đệ đệ đâu. Làm ca ca thiệt thôi, đệ đệ thì được lợi hơn mà. Trần Thông phản đối rất có lý. Nhân kiệt đệ, tiểu hoàng thượng Tâm Diễn, ta phải đuổi theo xa giá, cáo biệt từ đây. Bảo trọng. Bảo trọng. Bảo trọng. Nhân kiệt đệ, bảo trọng. Bảo trọng. Chà, chà. Bảo trọng nha. Sau này gặp lại. Chà, chà. Tiểu tử thú. Gàn người lớn thiệt đó nha. Lúc nãy sao người dám hùng hồn chịu trách nhiệm thay cho thập ngũ AK chứ hả? Hắn giả mạo thánh chỉ giết Nghiêm Lộc, chắc chắn là có ẩn tình trong đó. Tội này không nhẹ đâu. Lỡ hoàng thượng mà biết được thì cái đầu của người cũng khó giữ đó. Trời ơi cha ơi, đây là chuyện giữa cha con huynh đệ con mà, có gì to tát đâu. Trời ơi, con nói vậy nghĩa là ta là người ngoài chia rẽ cốt nhục tình thân nhà ngươi có đúng không đây? Ê trời, sao cha là người ngoài được? Cha là cậu ruột của con, còn thân hơn cha ruột nữa. Nếu mà ngày cha mất chức quan á, con cũng phải nuôi cha rồi. Tiểu tử thối này, nói gì không được chứ, sao lại nói tới chuyện đó? Ta vừa mới nhậm chức, con lại trù ta mất chức đi xin ăn hay sao đây hả? Trời ơi. Cha, không được đánh bọn con đó. Sao người lại cướp cha ta? Người phải gọi là cậu mới đúng chứ. Ta cứ gọi là cha đó, ta có hai người cha. Hả? Nói bậy không à? Dám nói bậy nè, coi chừng ta đánh vô cái mông con nè. Đứng đó, đứng đó, đứng lại đó. Trời ơi.想流泪，痛不会就让我喝醉。